bạn hôm nay tôi hướng dẫn các bạn về hợp âm la thứ là an và la trưởng là ai in để các bạn hiểu rõ nguyên tắc của hợp âm. Sau khi các bạn nắm rõ nguyên tắc hợp âm này rồi, các bạn tôi hướng dẫn các bạn đánh không cần kẹp cabo, đánh dưới này được luôn. Cụ thể trước mắt tôi hướng dẫn về gam la thứ thì tôi hay thường nhắc các bạn đồ re mi fa sol la si do phải thuộc, thì nguyên tắc accord là 1-4-5 đánh gam la, la si do re, la phải re và gam mi năm thứ năm là gam 7. Thì trước mắt hướng dẫn về hợp âm la thứ nhé. Khi các bạn đã theo tôi thì có thể đánh được cả hàng ngàn bài của hợp âm la thứ cấu tạo gồm nốt mi, nốt là, nốt đô, ra là gam thứ nhất, thì về về gam thứ là gam thứ tư, tức là về pha la, về gam thứ năm là gam mi 7, bấm thêm nốt đê, chưa bấm được mi 7 bấm mi trường vẫn được. Thì la thứ là người chồng, dê thứ là người vợ, mi 7 là người con. Đã đủ một đánh được hàng trăm bài hát, nhưng ta cần bỏ thêm vô ba người giúp việc nữa là gam son trưởng, gam đô trưởng và gam pha trưởng. Tức là trong một bản nhạc về hợp âm thứ của la thứ, ta đánh về la thứ, dê thứ và mi 7, xong về la, song song đó thì có ba gam tương ứng là đô trưởng, pha trưởng và son trưởng. Để tôi phân tích các bạn hiểu thêm tại sao là ba gam đó là tương ứng như thế, để cho các bạn luận ra. Khi hợp âm thứ về chủ âm là la thứ thì ta tăng lên một cung dưới là một quãng ba đấy, thì là gam la tăng lên một cung dưới này là rõ ràng gam đô là gam song song, gam tương ứng của gam la thứ. Gam re tăng lên một cung dưới, re mi ma gam pha trưởng và gam tương ứng. Để sau này các bạn luận ra gam mi tăng lên một cung dưới, mi pha son là gam son trưởng, đó là la re mi. Thì có ba gam phụ là la pha trưởng, son trưởng và đô trưởng, là tăng lên một cung dưới của hợp âm thứ. Để tôi đánh một thừa ba gam phụ nha, pha trưởng này, son trưởng này, đô trưởng này. Hôm nay hướng dẫn về âm la thì tôi hướng dẫn bây giờ la trưởng. La trưởng là la thứ tìm vị là đô, nhưng la trưởng có đặc thù là tăng nốt đô lên một nửa cung, gọi là thêm nốt là đô thăng. La trưởng đây thế, đây là thế la trưởng, buông la thứ năm thứ năm nhé. Thì la trưởng thì ta cũng về 1-4-5 là la về rê, lại không còn rê thứ mà rê trưởng. Khi lên cao trào rê trưởng và gam thứ năm lúc nào gam 7 là mi 7. Thì 1-4-5 của la trưởng về gam thứ 4, thứ 4 là gam rê trưởng và gam mi 7. Thì ngoài ra có 3 gam phụ là gam phân tích la trưởng đây, thì về gam pha thăng thứ là gam phụ của la trưởng. Chúng tôi phân tích sau gam rê trưởng thì có gam phụ của rê trưởng là gam phi thứ, và mi trưởng mi 7 có gam phụ của mi 7 gam đô thăng thứ. Lý do hồi nãy tôi đã phân tích các bạn là 1-4-5 la thứ rê thứ thì tăng lên một cung dưới để tìm ra ba gam song song, thì bây giờ la trưởng ta lại lùi làm một cung dưới, ví dụ la trưởng đây hoặc la trưởng gam năm đây, để ta lùi làm cung dưới, tức là gam tương ứng của gam la trưởng, tức là gam pha thăng thứ này. Rê trưởng hồi nãy gam rê của la thứ ta tăng lên cung dưới là pha, nhưng bây giờ rê trưởng ta lùi làm cung dưới là lùi làm quang ma, tức là về gam phi thứ. Rê này một cung này, cung dưới là gam phi thứ. Còn gam mi, mi trưởng đây và mi bảy đây, thì đây mi ta lùi làm cung dưới, mi đây lùi làm một cung là mới rê, còn lùi cung dưới chứ là đô thăng thứ. Thì ta phân tích các bạn nhớ này, la trưởng về rê trưởng về mi bảy thì có ba gam phụ là lùi lại, la lùi lại để gam pha thăng thứ nè, rê trưởng lùi lại một cung dưới là gam phi thứ, và gam mi trưởng mi bảy lùi lại
một cung dưới là Đô Thăng Thứ. Là trong Hợp Phong các bạn khi mà trong trường các bạn còn yếu kém với dòng trường, khi các bạn đã đánh được cam ra trường thì có ba gam này đủ đánh thằng nghìn bài, nhưng mà ta cho thêm mấy gam này vẫn là phong phú hơn. Ví dụ cụ thể, hồi đã thanh xưa bao nhiêu tuổi đời, bao nhiêu tuổi đời, vẫn tại vì ta phải nốt Đô Thăng, nhưng nếu ta để gam ra trường thì vẫn có nốt Đô Thăng trong này rồi. Về gam ba tháng thứ, nếu không ta không bấm được gam ba tháng thứ về đây trường, để trong năm đây trường đã có nốt ba tháng. Thì hôm nay là tôi hướng dẫn cơ bản các bạn về hợp âm la, la thứ, đây thứ và mi bảy có ba gam song song, đô trường, ba trường và sáu trường. Ngược lại khi mà la trường về đây trường về mi bảy thì có ba gam phụ là ba tháng thứ, lưu ý nha, buông ngón tay nào à. Và si thứ và Đô Thăng Thứ. Hôm sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn đánh bài La Paloma về dòng trường. Thì tất cả các bạn đánh đàn thường thường yếu kém với dòng trường và cố gắng, thì tôi cũng lớn tuổi nhưng tôi muốn truyền cái cảm hứng lại cho các bạn để có lòng say mê âm nhạc, âm nhạc để cho chúng ta xích lại gần nhau hơn thôi. Là các bạn lưu ý nha, hôm sau tôi hướng dẫn hợp âm khác. Dĩ nhiên khi dòng trường này là thứ nhiều bạn đã đánh được rồi đấy, la trưởng về dê trưởng về mi, ví dụ bài bài quê hương là trùng khế mọt, cái chỗ điệp khúc người ta thường thường cho lên trưởng để cho cao trào, ví dụ vậy nè. Quê khi mà lên cao trào, quê hương là câu tre nhỏ mẹ về nó lắng yên tê, là đêm trắng tỏ hoa cao dụng trắng ngoài thêm đó là trường. Sau đó ta lại trở về thứ quê hương mỗi người chỉ một. Tôi chào các bạn nhé, thì hôm sau hướng dẫn tiếp các bạn hợp âm khác và những tiết tấu, tức là cái đề mát nhá. Chào thân ái và quyết thắng.